Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái thù địch, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động cơ hội. Chống diễn biến hòa bình, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội là tình cảm, trách nhiệm của mỗi chúng ta. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Linh mục Nguyễn Đức Nhân, quản xứ Yên Lĩnh, huyện Anh Sơn, Nghệ An đang đẩy giáo dân vào con đường vi phạm pháp luật, đăng trên trang Hương Sen Việt. Ngày 17 tháng 12, 2017, tại xã Hương Tây, huyện Hương Nguyên, Linh mục Nguyễn Đức Nhân, khi còn là linh mục quản xứ Kẻ Gai, đã kích động hàng trăm giáo dân của giáo xứ chiếm đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng nhà thờ, kích động giáo dân chống đối và tấn công người thi hành công vụ. Kết quả là sau đó, linh mục bị điều chuyển về quản xứ Yên Lĩnh, huyện Anh Sơn, còn 4 giáo dân bị khởi tố hình sự về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 29 tháng 9, 2019, linh mục Nguyễn Đức Nhân, nay là linh mục quản xứ Yên Lĩnh, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, lại kích động giáo dân, giáo xứ Yên Lĩnh lấn chiếm đất nông nghiệp đã được cấp quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân để xây dựng nhà học, giáo lý cho giáo xứ. Đáng nói đây là hành động gọi là ăn cướp, vì linh mục Nhân khi làm lễ xong là cho giáo dân bắt tay và làm luôn, làm cả đêm, bố trí người canh gác cảnh giới. Khi chính quyền cử tổ công tác và làm việc thì đóng cửa không cho vào và bảo không có nhà. Chưa dừng lại ở đó, vào lúc 7 giờ 45 sáng ngày 1 tháng 10, 2019, linh mục Nguyễn Đức Nhân đã huy động số giáo dân thuộc giáo xứ Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên, nơi trước đây linh mục Nhân từng làm quản xứ, đi trên 5 xe ô tô, di chuyển lên giáo xứ Yên Lĩnh để giúp đỡ linh mục này thực hiện hành vi xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật. Khi các phương tiện trên di chuyển đến địa bàn huyện Anh Sơn, cách nhà thờ giáo xứ Yên Lĩnh 1 km, thì gặp lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dừng phương tiện để kiểm tra. Khi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định của pháp luật, số giáo dân trên các phương tiện xuống tỏ thái độ chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Số giáo dân thuộc giáo xứ Kẻ Gai xuống xe lấy cuốc xẻng, đi bộ đến nhà thờ giáo xứ Yên Lĩnh khoảng 1 km. Sau đó linh mục Nhân chỉ đạo hội mồng mục vụ giáo xứ huy động giáo dân Yên Lĩnh lấy xe máy xuống đón số giáo dân trên. Sau khi đón hết giáo dân Kẻ Gai lên nhà thờ giáo xứ Yên Lĩnh, thì số giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh và số giáo dân Kẻ Gai đã quay trở lại vị trí lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ để gây sức ép, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Một số giáo dân đã dùng xe máy ngáng đường gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 7A. Mặc dù vậy, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vẫn cương quyết làm đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành đúng pháp luật. Đến khoảng 8 giờ 30 thì giáo dân đã di chuyển về nhà thờ giáo xứ Yên Lĩnh, ách tắc 15 phút, giao thông di chuyển bình thường, an ninh trật tự đảm bảo. Qua đây để thấy, linh mục Nhân không chỉ đẩy giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh vào con đường vi phạm pháp luật, mà còn xúi dục bà con giáo xứ Kẻ Gai, Hưng Nguyên lên tiến hành hành vi cướp đất, xây nhà học, giáo lý vi phạm pháp luật. Điều đáng nói ở đây, thủ đoạn của linh mục Nguyễn Đức Nhân khi kích động giáo dân giáo xứ Kẻ Gai và giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh lấn chiếm đất đai là chỉ đứng sau giật dây, và tất nhiên những giáo dân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Bài học giáo xứ Kẻ Gai vẫn còn đó, đây là lời cảnh tỉnh cho giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh, bởi các giáo dân trực tiếp thực hành hành vi vi phạm pháp luật thì chính bản thân họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và khi đó linh mục lại chuyển đi nơi khác, bỏ mặc giáo dân.